Ok và hello cho các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay trong video này mình sẽ quay trở lại với tựa game là cái gì nhỉ? Farm Simulator nha các bạn. Rồi, hiện tại như bạn thấy là mình đang cấp 126 rồi và mình định là trong video này mình sẽ retirement các bạn. Retirement tiếng Anh có nghĩa là về hưu ha. Đó, thì retirement á, cái công việc các bạn rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần sở hữu cái đâu rồi. Đây, mình chỉ cần sở hữu được cái bà Queen Elizabeth này lên cấp 150 là chúng ta có thể retirement ha. Còn cái việc chúng ta rebirth á thì chúng ta phải đạt cấp 300. Nhưng mà cái việc đạt cấp 300 nó khá là lâu các bạn. Bữa giờ cày thì cũng mới có cấp 126 thôi. Có lẽ mình sẽ cố gắng để cày lên cấp 130, diệt được con boss gà cấp 130 ha, và sau đó mình sẽ retirement. Như bạn thấy hiện tại là nếu mình retirement á mình sẽ có được 8 cái trứng đen ha. Thì cái con gà mà ở cấp 125 tới 130 là Black Chicken nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ qua đây cho bạn coi nè, cho bạn coi về cái quy luật của chúng ta có thể được retirement ha. Thì như các bạn thấy là nếu bạn bán cái nông trại của mình thì chúng ta sẽ được 8 cái trứng đen ha. Thì cái trứng đen được có hai trường hợp. Thứ nhất là chúng ta sẽ dựng những con boss gà nào nó có hiện cái dòng chữ là bonus thêm một cái trứng đen á thì chúng ta sẽ được cái trứng đen ha. Như là mình cái gì vậy? Mình được 3 cái trứng đen nè từ những cái con gà boss ha, và 5 cái trứng đen từ cái việc mà nâng cấp những farmer. Tức là khi chúng ta nâng cấp farmer 2000 lần á, mỗi 2000 lần thì mình sẽ được một cái trứng đen. Như bạn thấy mình nâng cấp 10.275 lần cho nên mình sẽ được bonus thêm 5 trứng đen ha. Thì nếu các bạn cứ training càng nhiều á, thì khi các bạn retirement lần đầu tiên nó sẽ nhiều trứng đen thôi. Cái việc này nhiều bạn mở cái hộp này các bạn, nhiều cái hộp mà common này mà ra được một cái vũ khí huyền thoại luôn ha. Và cái những cái trứng đen mà sau khi chúng ta retirement chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ mở những cái này ha. Và trong tựa game này cập nhật phiên bản mới thì nó nói á, là nếu chúng ta sở hữu ít nhất một cái trứng Easter egg ha, tức là trứng đen này nè, mà không rebirth thì chúng ta sẽ được bonus thêm một cái trứng goodnight các bạn, một cái trứng hiệp sĩ ha, và cái trứng đó sẽ cho chúng ta tăng đam rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đi mua cái trứng quỷ các bạn, DPS, bởi vì cái trứng quỷ này cho chúng ta tới 666% cái số tiền chúng ta nhận được ha, và bonus trong vòng 30 phút, cứ sau mỗi 24 tiếng thì nó sẽ hồi phục lại cho chúng ta nha. Cái nhân vật này quen lắm nha, mình nhớ là mình đã gặp ở đâu rồi á, trong một cái bộ phim gì đó, nguyên tố gì đó các bạn, Blender gì đó. Ok, thì cái trứng này có giá trị là DPS có giá trị là 50 kim cương nha. Kéo dài 30 phút, giúp chúng ta tăng 666 lần cái trứng chúng ta kiếm được. Đó. Ngon lành. Còn cái gói bonus 400 kim cương này do một cái rổ trứng thì mình nghĩ không nên mua, nó khá là mắc ha. Thì bây giờ tiền mình nó tăng khá là nhanh, bởi vì mình mới mua cái quả trứng này 30 phút nha các bạn. Và mình đã mở hết tất cả các chiêu rồi, bạn thấy không? Có tất cả là 9 chiêu nha. Thì cái chiêu hôm bữa mình nói là tới chiêu số 7 đúng không? Cái chiêu số 8 là của Loki. Cái chiêu Loki này giúp chúng ta phân thân các bạn. Đây nè, bấm vào upgrade nè. Double effect ha, tức là kiểu như là gấp đôi cái sát thương của cái tuyệt chiêu tiếp theo gì đó. Ok. Và cái chiêu cuối cùng là của Gordon Ramsay ha, như bạn comment trong video của mình. Thì tuyệt chiêu này có tên là Hamburger thì nó sẽ renew, tức là nó sẽ khôi phục lại cái tuyệt chiêu mà chúng ta vừa sử dụng cuối cùng nha. Cooldown là 1 giờ và thời gian là thời gian thực nha các bạn. Ok, mình phụ mấy con này đi. Yếu quá, không biết lát gì được con gà cấp 130 hay không nữa. Mình nghĩ là không đâu. Bởi vì diệt cái con gà cấp 127 mà bạn thấy không, diệt rất là lâu. Có lẽ mình sẽ nâng cấp một số thứ. Captain America mình học chiêu cho ta. À học chiêu rồi, cấp 50 chưa học chiêu thôi. Bây giờ lên cấp 50 là tốn 5000S đúng không? Rồi mua. 1680S là mình học được cái chiêu cấp 50. Mua luôn. Khá là tốn kém các bạn, càng lên cao càng tốn kém nha. Nhưng mà khi các bạn rebirth hoặc retire á, thì cái tiền nó sẽ nhiều hơn. Không biết là mình có thể nâng cấp lên được thêm 2000 lần nữa không ta, để mình có thể mua được, để mình có thể bonus được thêm một quả trứng. Không biết có được hay không. Để coi coi. 10.300 lần, tức là mình còn 1.700 lần nữa nâng cấp, bất kể farmer nào chúng ta nâng cấp nha. Miễn nâng cấp 1.700 lần là chúng ta sẽ được thêm một cái trứng đen nữa. Thiệt ra một cái trứng đen nó khá là quý các bạn, rất là quý luôn. 100 lần là bao nhiêu, 1.000 lần là bao nhiêu. Rồi. Số gì tùm lum hết, E50 gì, ui xui vậy. Rất là nhiều luôn. Ice, mình nghĩ là không kịp rồi các bạn ơi. Thì bây giờ chúng ta cũng không còn gì để mất các bạn, bởi vì như mình nói là lên cấp 130 thì mình sẽ retire. Nên mình sẽ kiếm những cái con nào đó mình nâng cấp cho nó mạnh mạnh lên chút xíu. 125. Oh, Superman. Superman của ta. 25. Ok. Đó, cho mạnh mạnh thêm ha. 125, 175, 225. Goku. Goku là lên cấp 200 sẽ nhận được nhân 4 sát thương, 10.000. Ăn vô. Rồi ok, mình sẽ nâng cấp Goku thôi nha. Lên cấp 200 là sát thương nhân gấp 4 lần. Ok, Goku đã mạnh hơn rất là nhiều rồi. Có 4 cái chiêu ở sau rất là mạnh các bạn, nhưng mà nó chưa hồi ha. Những cái tuyệt chiêu hồi trong đây là thời gian thực, không phải là thời gian mà mình offline.
Bây giờ upgrade siêu nhân là 10.000. Wow, mắc vậy. 470 mấy S à. S lớn các bạn ơi. Ok, nâng cấp. Đó. Này S nhỏ, à dữ sẵn. Thì theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai thì cái bản đồ này sắp có một cơn mưa kim cương. Buổi tối khá là lắc các bạn thấy không? Lắc giả mang luôn. Bây giờ mới hai con thôi. 200 rồi đúng không? Lên cấp 225 chúng ta nhân được 4 lần sát thương nữa. Ok. Đó. Này nhiều. Cứ nâng thôi các bạn ơi. Bởi vì mấy con này mà nhân 4 sát thương khá là nhiều ha. 250 nè. Giết mấy con này mà máu nó tuột nó cũng bị giật giật nữa các bạn. Ok ha. Lỡ quay thôi thì chúng ta phải chịu thôi. Chúng ta sẽ chịu chung cái số phận này. Ăn kim cương thôi. Cho tôi kim cương đi. Mấy chế ơi. Ăn, ok. Mỗi lần mưa kim cương như vậy là chúng ta nhận được khoảng 100 kim cương á. Để dành các bạn. Để dành tiết kiệm ha, để chúng ta có thể mua những cái hộp trứng gà và mở ra những cái vũ khí xịn. Hiện tại thì cái cánh của mình là mát rồi, huyền thoại rồi. À không phải mát nữa, mát thì sai ha. Tại vì bây giờ trong từ game này đã có những cái hộp trứng gà màu đen nè và trứng gà màu xanh biển. Cho nên nó còn mạnh hơn nhiều ha. Mà chưa có tiền mua các bạn ơi. Rất là nhiều tiền, 7.500 và 4.000. Chưa đủ tiền mua luôn. Ghê chưa. Rồi con cuối chưa. À mới rồi. Bây giờ mở cấp 129 nè. Thêm 10 con gà này nữa là chúng ta có thể đánh được con boss cấp 130 rồi. Bây giờ là 225. Bây giờ mình sẽ nâng cấp lên 200. Ramsay. Ramsay nâng cấp lên 125. Captain America lên cấp 75 chỗ 31.000 tiền. Giả mang chưa. Holy. Thì như các bạn thấy thì cái chiêu số 4 và cái chiêu số 5 dưới đây nè là những cái chiêu mà tăng tiền ha. Đó góc trái các bạn thấy là cái số tiền mình được bonus nè. Trong mỗi cái lần chém của mình sẽ được bonus ha. Đó là cái công dụng của chiêu số 5. Cộng thêm tiền các bạn. Tiền bây giờ nó nhảy rất là nhanh ha. Cứ 500S lớn, 500S lớn, 1.000 mấy. Bây giờ mình sẽ chém tới con số 10 ha. Và nâng cấp một chút xíu nữa. Rồi sau đó thì mình sẽ tấn công với con boss cấp 130. Và cuối cùng là retire. Rồi ha, bây giờ là con thứ 9 rồi. Hết con này chúng ta sẽ hoàn thành được level 129. Và cái tên lửa nó sẽ xuất phát trong vòng khoảng 120 giây nữa. Mình nghĩ là mình không cần phải lên diệt cái con gà ấy lên đâu. Rồi xong rồi các bạn thấy không? 10 con trên 10 rồi. Chà, bây giờ chuẩn bị đối mặt với lại cái con boss rồi. Ừ, để coi nâng cấp Captain America lên cấp 100 được không ta? Không đủ luôn. Wow. Để coi. Chắc lên 80 ha. 79. 80. Ok. Con này lên cấp 150 được không? 25, 16.000, ok. Cứ nâng cấp thôi các bạn ơi. Bao nhiêu tiền mình nâng cấp hết. Để coi 210, 14.000 tiền. Oh my god. Rồi ha. Do là mạng khá là lắc cho nên mình sẽ thử các bạn. Ok, thử nào. Đầu tiên mình sẽ coi cái đồ rút máu. Wow. Là khi mình giết xong với con chicken boss này là mình được 2 black S nha các bạn. 2 cái trứng đen. Chà, chua đấy. Các bạn thấy không, cái thời gian nó giảm rất là nhanh ha. Và cái máu nó không có nhiều, tại vì mình chưa sử dụng được chiêu. Ok. Rồi ha, chuẩn bị bật tuyệt chiêu lên nè. 7 giây, 5 giây, 4 giây. Các bạn thấy không, thấy cái đồ giật nó chưa. Bật tuyệt chiêu lên, 2, 3. Xoay. Xoay. Mình nghĩ có lẽ mình đã diệt được con cấp 130 đó. Hay quá các bạn ơi. Hay quá đi. Được 2 trứng đen luôn. Chẳng 10 trứng luôn, ngon lành. Wow. Yes. Ok, thiệt ra có một cái nhiệm vụ là khi chúng ta lên cấp 140 á thì chúng ta sẽ nhận được một cái nhiệm vụ thưởng ha. Một cái thành tích. Nhưng mà có lẽ tới 140 thì hơi lâu. Rồi hết máu rồi. Thua. Cho nó lên cấp 131 đi. Ok, như bạn thấy thì góc trái dưới của mình là 10 trứng đen đúng không? Đây mình cho các bạn coi, đây beat level 140 thì chúng ta nhận được 500 kim cương nha. Cho nên nếu bạn nào mà không muốn retire mình thì bạn có thể luyện level để nhận được thành tích này. Bởi vì mỗi lần chúng ta đánh bại một cái đẳng cấp nhất định á, nhận được một số kim cương rất là nhiều. Tan tan tan. Giây phút quyết định của chúng ta đây. 5 trứng bonus và 5 trứng là nâng cấp. Ô, mình còn 1.000 nâng cấp nữa. Ok, đi bỏ đi. Chúng ta sẽ tiến hành retirement lần 1 các bạn ơi. Tròn tròn tròn, rồi đen thui luôn. Cái gì vậy? Đen thui luôn. Holy. Tan 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 tan. Giờ ta chẳng còn chi. Ủa, cái nông trại mình đâu rồi? Nông trại mình đâu? Tay trắng tay mà thôi. À chắc là chưa có ha. Giờ mình phải vô à. Vô. Đó.
Thành tích gì vậy? Có cái thành tích nè. Retire 1 lần. À, retire 3 lần sẽ nhận được 500 kim cương. Ok. À quên ha, bây giờ mình sẽ lợi cái con thỏ này cho bạn coi. Tất cả mất hết rồi các bạn ơi, mình quay trở về cấp 1. Mình còn 15 phút bonus tiền nè. Rất là nhanh ha, bây giờ thì chém rất là nhanh rồi. Tại vì bản thân mình đã có những cái vũ khí, những cái trang bị rồi. Bây giờ mình sẽ vô đây mình mua một cái trứng ha. Không biết là những cái trứng này ngẫu nhiên hay là sao ha. Mà mình sẽ chọn một cái trứng. Đây, không hề biết những thuộc tính của nó luôn. Mở. Đùng, mình có một cái trứng dragon. Cái trứng dragon này wow, tăng 20% cái sát thương các bạn. Ủa như vậy thì mình có cái gì không ta? Cái trứng kim cương đâu, ấy quên cái trứng hiệp sĩ đâu. Không biết cái trứng hiệp sĩ mình đâu ta. Mình nhớ là cái trứng hiệp sĩ nằm ở đâu đây nè, phải không? Hai trứng luôn à, mắc vậy. Hai trứng luôn. Mình sẽ mở trứng này đi. Bum bum. Một cái trứng kho báu. Cái này sẽ cộng 2 giây cho cái tuyệt chiêu là Treasure Hunt. Cái trứng này là mình nhớ là cái trứng này là trứng hiệp sĩ nè. À, không phải. Như vậy đó ngẫu nhiên rồi. Cái trứng này là cộng 5% cái lượng trứng nó rơi à. Ngon đấy. Mình chỉ còn 3 trứng thôi. Không đủ. Vậy mình sẽ nâng cấp này lên ha. Hai trứng nè các bạn. Thành cho cộng 40% sát thương. Wow. Ghê. Bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ đầu các bạn ơi. Rồi thì chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì trong video này các bạn thấy mình đã đánh bại cấp 130 và tiến hành retirement lần thứ nhất nha các bạn. Nếu các bạn vẫn muốn mình làm tiếp về cái series game là S-Farm Simulator này, đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.